Xin chào cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Unfat Computer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc laptop đến từ thương hiệu MSI có tên đó chính là GL63. Nghe đến cái tên GL63 thì mình tin chắc chắn rằng nhiều anh em sẽ nói đó chính là mẹ GL63 ra mắt cách đây cả năm trời rồi, bây giờ ông mới đâu ra đánh giá, đúng là cái thằng nhà quê. Tuy nhiên, chiếc laptop GL63 mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em trong video này thì nó lại có mức giá cao lên tới tận đó chính là gấp rưỡi, nó đang dao động được khoảng đó chính là 36 triệu đồng theo mình tham khảo được tại trang web của Unfat Computer. Và để xem thì nó được trang bị những gì, liệu rằng nó có được bọc vàng ở bên trong chiếc laptop này hay không, hãy cùng mình bắt đầu khám phá trong video ngay sau đây. Về phần thiết kế của chiếc MSI GL63 8SD này thì mình sẽ không nói lại nữa, bởi vì nó có một cái thiết kế y chang tương tự so với chiếc GL63 8RC. Từ phần vỏ, bàn phím, trackpad rồi các tính năng vân vân tương tự các thứ thì nó vẫn được giữ nguyên y chang từ người tiền nhiệm. Tuy nhiên, cái điểm khác biệt tạo nên cái mức giá của em nó đầu tiên mình có thể kể đến đó chính là về phần màn hình. Với kích thước vẫn là 15,6 inch, nhưng thay vì tấm nền TN thì nó đã được sử dụng một cái tấm nền IPS. Nó cho chúng ta một trong những cái độ chính xác cao, góc nhìn rộng, độ thương phản tốt, dễ dàng đáp ứng cho những anh em đang cần một chiếc laptop để sử dụng với nhu cầu đồ họa vừa chơi game đều rất là tốt ở trên chiếc laptop này. Sự nâng cấp tiếp theo đó chính là về phần cấu hình. Thay vì con chip Intel Core i5 8300H thì chiếc GL63 8SD này thì nó được sở hữu con chip đó chính là Intel Core i7 8750H với 6 nhân và 12 luồng, xung nhịp cơ bản sẽ là 2.1GHz và khi mà turbo boost lên tới tận đó chính là 4.1GHz. RAM thì vẫn sẽ là 8GB DDR4 với bớt đó chính là 2666MHz. Khi mà nó được mang cho mình một chiếc Vega mới nhất đến từ phía Nvidia đó chính là chiếc GTX 1660 Ti với 6GB RAM chuẩn GDDR6. Sức mạnh của chiếc Vega này thì không cần bàn cãi nữa rồi, bởi vì các bạn có thể chơi hầu hết mọi thể loại game với mức setting phù hợp. Và mình có thử test qua 3 tựa game đó chính là CSGO, Apex Legends, cuối cùng là PUBG thì nó đều cho một trong những kết quả cực kỳ ấn tượng. Và ngay sau đây sẽ là cái phần trải nghiệm hiệu năng khi mà chơi 3 tựa game ở trên chiếc laptop MSI GL63 8SD này. Sau khi mà mình đã thiết lập 3 tựa game với mức thiết lập đó chính là max setting ở trên độ phân giải Full HD. Đầu tiên thì với đó chính là CSGO thì nó cho mình một trong những con số FPS cũng cực kỳ ấn tượng, đó chính là khoảng 139 cho tới 145 FPS. Và cái nhiệt độ của CPU hay GPU thì nó cũng khá là mát mẻ. Tuy nhiên thì đối với phần CPU thì nếu như các bạn không bật Cooler Boost thì nó sẽ rơi vào khoảng đó chính là 80 độ C thì nó cũng không phải là con số ấn tượng cho lắm. Còn về phần GPU thì nó cũng chỉ dao động trong khoảng đó chính là 65 độ C khi mà chơi CSGO mà thôi. Tiếp đến đó chính là một trong những tựa game đang khá hot ở thời điểm hiện tại, đó chính là Apex Legends. Thì với mức thiết lập đó chính là max setting thì nó vẫn cho mình một trong những cái số FPS phải nói là cực kỳ ấn tượng. Số FPS của nó luôn dao động trong khoảng từ 85 cho tới 92 FPS. Và cái nhiệt độ của CPU cũng như là GPU ở trên chiếc laptop này thì nó cũng dao động trong khoảng hơn 70 độ C khi mà mình chưa bật Cooler Boost. Tuy nhiên khi mà mình bật Cooler Boost rồi thì nó sẽ giảm đi tầm cỡ 7 cho tới 8 độ, một con số cũng khá là ấn tượng ở trên những chiếc laptop rồi. Khi mà mình chuyển qua PUBG, một trong những tựa game đòi hỏi cấu hình cũng như là ngôn cấu hình khá là cao, thì đối với PUBG khi mà thiết lập cũng là max setting ở trên độ phân giải Full HD rồi. Đối với những pha khi mà mình nhảy dù thì FPS của nó sẽ bị drop đi một chút, nó rơi vào khoảng đó chỉ là từ 38 cho tới 45 FPS mà thôi. Tuy nhiên khi mà xuống đất, ngay kể cả những chỗ đông người như là boot camp thì cái số FPS của nó đạt được cũng khá là ấn tượng khi mà nó luôn dao động trong khoảng từ 58 cho tới 62 FPS, dễ dàng giúp cho chúng ta có thể chơi tựa game này một cách khá là mượt mà. Sau khi mình cùng với anh em đã đi trải nghiệm cũng như khám phá chiếc laptop MSI GL63 này rồi, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em những cái điểm mà mình thích cũng như là không thích ở trên chiếc laptop này. Đầu tiên đối với những cái điểm mà không thích thì các bạn có thể thấy với mức giá 36 triệu đồng nó thuộc phân khúc những chiếc laptop cận cao cấp rồi. Tuy nhiên thì chiếc MSI GL63 này nó vẫn chỉ mang cho mình một cái thiết kế vỏ nhựa khiến cho cái chất lượng build của nó không được tốt so với những chiếc laptop trong phân khúc của cùng mức giá có chất lượng hoàn thiện bằng vỏ kim loại. Và cái điểm thứ hai mình không thích đó chính là về phần viền màn hình của nó phải nói là rất thô và dày. Nó không được mỏng cũng như sexy như trên một số laptop ở của hãng cho thời điểm hiện tại. Điển hình nhất đó chính là chiếc MSI GF63. Và những cái điểm mà mình thích ở trên chiếc laptop này, đầu tiên mình có thể kể đến đó chính là nó được trang bị một chiếc màn hình IPS, nó cho cái góc nhìn tốt hơn, độ thương phản cao hơn, rồi cái độ sáng cũng như độ chính xác màu cao hơn rất nhiều so với chiếc laptop MSI GL63 8RC kia. Nó đã được sử dụng tấm nền TN.
Và cái điểm thứ hai mà mình thích là bởi vì nó được trang bị một cái khe cắm SSD NVMe cho cái tốc độ truy xuất dữ liệu cũng như mở app hay là mở game phải nói là rất rất nhanh hơn so với những chiếc SSD thông thường. Và cái điểm cuối cùng mình thích nữa ở trên chiếc laptop này đó chính là về phần cấu hình. Nó được trang bị một trong những con card đồ họa mới nhất đến từ phía Nvidia, đó chính là chiếc GTX 1660 Ti. Và có thể nói thì với 1660 Ti này các bạn hoàn toàn có thể chơi game một cách khá là vượt mà với mức thiết lập setting phù hợp, rồi hay kể cả anh em làm đồ họa với mức cơ bản trở nên tập trung cũng rất là thoải mái với cái cấu hình đang có ở trên chiếc laptop này. Còn anh em thì anh em nghĩ sao về chiếc laptop này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.